Em xin chào toàn thể cô chú anh chị các bạn yêu hoa phong lan ở trên mọi miền Tổ quốc. Em là Nhung, bán phong lan rừng tại Hải Dương. Hiện tại là phiên buổi tối ngày 5 tháng 2 năm 2020. Xin chúc cả nhà có một buổi tối thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình yêu thương của mình. Và hai số điện thoại các bác vẫn thường liên hệ đặt hàng của cơ sở nhà em là 0393 998895 và số điện thoại thứ hai là 0966 121377. Địa chỉ nhà em nằm ở số nhà 69 phố Cầu Gỗ, Phương Hưng, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương nhé. Và hiện tại thì nhà em sẽ update cái địa chỉ bán hàng mới ạ. Một số bác mà chưa theo dõi kịp thời, mình có thể là theo dõi theo cái vị trí mới của nhà em nằm ở ngã tư Cầu Gỗ đấy ạ. Chỗ đèn xanh đèn đỏ, các bác đi đến chỗ ngã đèn xanh đèn đỏ thì đi tầm khoảng mấy chục mét nữa là đến nhà em luôn rồi ấy. Rất là dễ tìm. Và cách cái đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng số lối rẽ thì chỉ tầm mấy trăm mét thôi. Đó, cái địa chỉ mới là như vậy. Nên các bác mà đến chỗ địa chỉ cũ ở đường Yết Kiêu thì các bác vui lòng là quay ngược lại cái hướng đi Thanh Miện để mình tìm đến nhà của em nhé. Cùng nằm trên một trục đường thôi ạ. Tuy nhiên thì cách chỉ tầm khoảng nửa cây số ạ. Buổi tối nay thì em sẽ update một số mặt hàng hiện tại nhà em có. Thực ra là hàng nhà em thì hôm nay cái hàng đai châu bốc trụ nhà em chưa dỡ ra. Nhưng phải nói là thực sự là hàng hôm nay dỡ ra rất là đẹp. Hàng đầu năm như vậy là rất là đẹp rồi đấy ạ. Đây các bác, cho các bác xem luôn tình trạng cây nhé. Và lô đợt này thì có rất là nhiều cây to ạ. Cây to, các bác biết thông thường trong năm một cây to đối với dòng bắp trụ này rơi dao động từ 1 đến 2 cây một cân, đã rơi tầm khoảng 680.000 đồng một cân ạ. Nhưng mà đầu năm thì em vẫn đang bán với cái mức giá tri ân, bán mức giá ưu đãi cho các bác, chỉ có giá 630.000 đồng một cân ạ. Và size đai châu của ngày hôm nay sẽ rơi vào tầm khoảng 2 đến 6, 7 cây một cân. Đó, đó, hàng rất là đẹp đối với dòng hàng bóc trụ. Và màu hoa chủ đạo của nó là màu hoa trắng đốm tím nhá các bác nhá. Bởi vì đai châu thì nó ra hoa vào thời điểm Tết nên là cũng đã có những bông hoa nó ra hoa rồi. Và có những bông hoa hiện tại, có những nụ hiện tại nó vẫn đang có nụ này. Về các bác có thể chơi hoa sân luôn. Đó, đây là cái dòng đai châu bóc trụ nhà em này. Hôm nay về rất là nhiều. Hàng thì hôm nay thì đang đóng hàng cho các khách nên là các bác vẫn tiếp tục nhận đơn cho các bác nhé. Sang phía bên đây thì em có dòng hồ điệp ạ. Hồ điệp nhà em thì bây giờ vẫn còn đủ 4 màu để các bác đặt một bộ. Đó, đó chính là màu vàng. Màu vàng đợt này thì em nhập nhiều hơn. Bởi vì thực ra là nếu mà cái giá thành hồ điệp đại vào cái thời điểm Tết ấy, màu vàng thì giá thành nó cao nhất trong tất cả những cái dòng hồ điệp, trong tất cả các màu hồ điệp ạ. Thì cái màu vàng này em nhập nhiều hơn bởi vì do nhu cầu các bác, và thứ hai mình mua nó rơi hơn rất là nhiều. Đó, cái màu vàng. Đây ạ, cái hồ điệp đây, tình trạng cây như thế này. Tình trạng cây là cốc hồ điệp đại, cây rất là to nhé, bản lá to luôn. Đây là màu má hồng này, đây là màu vàng này, màu tím đốm. Và có một màu nữa đó chính là màu trắng lưỡi đỏ. Đây, trắng lưỡi đỏ đây. Nói chung là hàng thì nhà em thì bây giờ cũng đang đóng hàng, cũng gọi đi rất là nhiều rồi ạ. Và hàng em bán đồng giá với giá là 60.000 đồng một cốc đối với hồ điệp. Đây là hồ điệp cắt ngầm nhé. Tức là người ta chơi hoa Tết xong là người nhà vườn người ta thu mua xong là bán xuất đi. Các bác mua giá này nó rẻ hơn so với thời điểm Tết. Mình làm giống đến Tết năm 2020 này mình được chơi hoa. Đấy, so với cái giá thành mà cách đây tầm nửa tháng nó đã khác nhau một trời một vực thuế á. Nên là không có lý do gì mình không lấy vào cái thời điểm này đúng không ạ? Và các bác mua từ một bộ 4 màu bất kỳ hoặc là 4 cây bất kỳ trở lên thì em sẽ để cho các bác cái mức giá là 55.000 nhá. Đấy, giá này rất là rẻ rồi ạ. Hồ điệp đại. Và phía bên đây thì em còn những cái cốc hồ Korat Koki. Hàng rất là đẹp, hàng đẹp mê ly luôn. Đó, những cái chậu Korat Koki xanh bóng mượt như này. Này các bác nhìn này. Cây rất là bóng mượt xanh nhá. Và hàng này là hàng dễ gió nên là nó thuộc cái tuyết rất là dễ chăm dễ trồng. Kể cả các bác mới tập chơi mình về ấy, mình bỏ vô cái này vào chậu và mình cho thêm vỏ thông, nó cũng đâm dễ phát triển bình thường. Hoặc mình tháo ra mình ghép lên gỗ cũng được. Đó. Vòi hoa của dòng này thì vòi hoa rất là dài, rất là siêng hoa. Và hoa rất là thơm nha các bác nhá, rất là thơm. Em sẽ cho các bác xem cái mặt hoa của dòng Korat Koki này nhá. Số lượng thì không còn nhiều đâu nên các bác nhanh tay đặt hàng để có thể dinh về cho mình một cái loại mà rất là đặc biệt này ạ. Dạ, đây là mặt hoa của Korat Koki này. Đó, cho các bác xem mặt hoa của nó luôn. Vòi hoa rất là dài đúng không ạ? Hoa rất là thơm. Đây là lý do tại sao mà được khá là được các bác ưa chuộng. Đó, 130.000 đồng một giò nhá. Đấy, 130.000 đồng một chậu Korat Koki. Và những cái cây đai châu đôi này nhà em hiện tại thì hết hàng rồi ạ. Buổi chiều ngay thì nhà em lên những cái mã còn lại thì đã hết hàng rồi. Nên là ngày mai còn một số cây này thì các bác đã chốt rồi, ngày mai em sẽ gửi cho các bác nhé.
Và một mặt hàng nữa, vào cái thời điểm đầu xuân này, cái mùa ghép của cây thì em đã nhập thêm những cái dòng phi điệp hàng giống ạ. Phi điệp hàng giống em cũng đều lựa chọn từ những mặt vông mẹ rất là hot trên thị trường và được các bác khá là quan tâm, như là dòng năm cánh trắng Phú Thọ này, năm cánh trắng HO và cái dòng hồng mẫu hậu là cái loại cũng khá là mới mẻ, và cái phi điệp mắt đỏ này. Những cái loại này là những loại các bác cũng rất là đáng quan tâm. Và đây là dòng gieo hạt ạ, và các bác biết rồi ấy, những cái dòng cây mẹ của nó ấy, nếu mà hàng kỳ hàng rừng ấy, chỉ 1 cm của nó thôi, giá thành nó tiền triệu ạ, chứ nó không có vài chục nghìn đâu. Nhưng mà cái này mình lấy cái hàng mà từ quả cây mẹ ra, người ta đã gieo hạt để tạo ra những cái cây con. Hàng này thì nói chung là nó cũng khá là đáng để các bác sưu tầm, và với giá thành rất là rẻ đấy ạ. Đây ạ, em giới thiệu qua cho các bác nhé. Ví dụ, và cái này thì em bán đồng giá luôn, với giá là 70.000 đồng một cây. Các bác mua từ một bộ 4 cây bất kỳ trở lên thì em sẽ để với giá là 65.000. Đó, 65.000 hoặc là 200.000 đồng 3 cây. Đó. Riêng cái dòng mắt đỏ này thì em nhập cao hơn ấy, nhưng mà em cũng sẽ bán đồng giá để nó cái mức giá nó dễ tính toán ạ. Đây là dòng Phú Thọ gieo hạt này. Đấy, cây thì nó cũng có từ 2 đến 3 thân, có cây 4 thân nhá. Nhưng mà em sẽ lựa cho các bác cây nhiều thân nhất gửi đi nhá. Còn phía bên đây đó chính là đây là năm cánh trắng HO ạ. Năm cánh trắng HO em phải để phía dưới để nó lỡ tránh trường hợp là nhầm lẫn nè. Năm cánh trắng HO cái này thì em sẽ gửi cho các bác là đánh dấu vào từng chậu như thế nhá. Cây của nó xanh, lá xanh lét luôn. Đó, thân rất là xanh, xanh sạch luôn. Năm cánh trắng HO và cái hồng mẫu hậu này, hồng mẫu hậu. Đây ạ, phi điệp hồng mẫu hậu đấy ạ. Đó. Để đang nhặt bớt hàng cho các khách rồi. Và cuối cùng đó chính là dòng phi điệp mắt đỏ. Thân của nó khá là đỏ đẹp này. Đó, phi điệp mắt đỏ nha các nhá. Bởi vì nó là dòng cây giống nên cây của nó cũng không quá là to. Đó, cây nào cây một thân thì thân nó to hơn, nó dài hơn. Còn cây nào hai thân, ba thân thì có những cái thân nó nhỏ hơn. Và em báo giá lại một lần nữa nhá. Em bán đồng giá là 70.000 đồng một cây. Mua từ 3 cây là 200.000, còn mua từ một bộ 4 cây trở lên thì là 65.000 đồng một cây. Phía bên đây thì em còn thế nào? Còn một chậu duy nhất đó chính là phi điệp năm cánh trắng hàng lai đây. Nhưng mà cái hàng này còn chậu duy nhất này nó xuống lá rồi. Bình thường là 200.000 đấy ạ. Nhưng còn chậu này thì em bán 180. Thực ra nó giống y hệt những cái chậu 200 này. Chẳng qua nó xuống tắt ngọn xuống lá này. Còn chậu cuối cùng em bán 180 nhé. Còn đây là năm cánh trắng họng hồng. Chậu hai thân này là 330. Chậu hai thân này 330. Đây đang phương nụ ấy. Chậu này để tối em thử hỏi lại một khách, hôm qua có chốt nhưng mà hết hàng ấy. Bây giờ em phát hiện là còn một chậu nữa để em hỏi, nếu mà khách không chốt thì em sẽ chốt cho những khách mới nhá. Hôm nay thì em về một ít cuối tháng 8 này, nhưng mà nó là dòng xếp lưng. Xếp lưng ạ. Bình thường nó là 600.000 ấy ạ. Đối với dòng xếp lưng này thì em sẽ bán với giá là 500.000 một cân nhá. Đấy, đối với dòng xếp lưng này. Bán giá giảm giá luôn. Cái này còn một cân. Đối với quế xếp lưng này, 500.000 một cân. Cây rất là tươi, quế tháng 8 hay quế lan hương đấy ạ. Đa phần xếp lưng thì cây nó to hơn. Và tiếp theo là đùi gà dẹt ạ, hoàng thảo đùi gà dẹt. Nói chung là hàng thì không có dề to, nhưng mà những cái khóm vừa vừa như vậy các bác về ghép chậu cũng rất là ok nhá. Và hàng hiện tại thì đang sưng nụ. Nụ thì có cây thì nó nhìn nó khá là rõ ràng rồi, có cây thì nó chưa. Em chỉ còn đâu đó tầm khoảng 3-4 cân nữa thôi là hết hàng nhá. Em vẫn bán giá là 180.000 đồng một cân đối với gà dẹt. Ngày hôm nay thì nhà em thì buổi tối chỉ update được có những mặt hàng như vậy thôi ạ. Ngoài ra thì nhà em còn cung cấp thêm đầy đủ những chế phẩm phân thuốc dành cho lan nhé. Đầy đủ để các bác có thể là dành chăm sóc cho vườn hoa lan của mình. Và ngày mai thì sẽ về thêm những mặt hàng mới. Thì rất là mong các bác theo dõi được video clip mới nhất của nhà em ạ. Và đừng quên là nhấp vào nút đăng ký nhé. Để mỗi lần em lên video là các bác có thể là theo dõi được video mới nhất của nhà em luôn ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong video clip tiếp theo ạ. Xin chúc các bác một buổi tối thật là vui vẻ và hạnh phúc và tràn ngập yêu thương ạ.